Tập 20. Ghê quá, anh Tâm Sản của tôi. Số tiền này trả một nửa thôi là được. Đừng vậy, trả hết chứ. Tôi nói một nửa là một nửa. Kìa chị, tấm thân tôi không chịu nổi đâu. Dưa ép chín sẽ không ngọt. Vị giác của tôi không được tốt lắm. Quả dưa của cậu tôi không muốn ăn. Tôi làm kinh doanh thì phải trọng chữ tín. Số tiền của cậu có người trả thay cậu rồi. Ai vậy? Đương sự đó. Kiều Y à? Đúng rồi. Cậu gọi điện cho cô ấy, chắc là gọi được rồi đó. Tâm Sản, Kiều Y, cô là đồ xấu xa. Đúng là. Còn biết được bắt máy à? Anh gọi điện để mắng chửi em à? Không phải, tự dưng cô nhảy ra là ý gì? Em có ý tốt, giúp anh san sẻ thôi mà. Cô tốt bụng cái gì chứ? Đây là món nợ của cô mà. Nếu đã như vậy thì để em gọi lại cho Tôn Nhị Nương. Chị, thái độ dũng cảm gánh vác này của chị tôi vẫn khâm phục lắm đó. Thú thật là em cũng không biết anh đã phải chịu chút ấm ức. Đàn ông mà, chịu chút ức ức có là gì đâu. Nhưng lúc đó cũng chỉ là cái sách tạm thời thôi. Không phải em muốn đẩy nợ cho anh thật đâu. Anh xem, bây giờ em gặp may rồi. Em đã biết gánh vác rồi đó. Từ nay em sẽ nhận món nợ này. Cảm ơn nhé. Vậy em giúp anh, có phải anh cũng nên giúp em không? Giúp. Được, phải một thời gian nữa em mới về được. Trước khi em về, anh phải giúp em chăm con gái em. Cái gì? Con gái? 9 tuổi rồi, theo họ em. Kiều Tiểu Bảo, bây giờ nó đang ở nhà dì nó. Em là môi trường ở đó. Tóm lại anh đừng để nó chịu thiệt thòi. Đồng ý không? Tóm lại anh nhận lời thì em sẽ giúp anh. Nhận lời? Tôi nhận lời. Em biết anh đáng tin cậy mà. Em sẽ gửi địa chỉ và ảnh cho anh. Được thôi. Sao mình hèn nhát thế không biết. Tiểu Bảo, đi đổ rác đi. Mẹ cháu bảo chú đến. Gọi không nghe máy, nhắn không trả lời, lại giở trò gì đây? Nếu mẹ bảo chú đến đón cháu, tại sao lại không nghe điện thoại? Mẹ mà không nghe máy, cháu không đi cùng đâu. Chú đến cũng không phải đón cháu, chỉ để ngó qua thôi. Chỉ cần cháu không sức mẻ gì là chú hoàn thành nghĩa vụ rồi. Nào, cười lên. Gửi qua cho mẹ cháu, chứng minh chú đã tới. Nhiệm vụ của chú cũng hoàn thành rồi. Cháu tự liệu thân đi. Chú đi đây, bye bye. Không phải chứ, lại nữa. Chủ yếu là mẹ cháu sợ sẽ gây rắc rối cho cháu. Đợi mẹ giải quyết xong sẽ về tìm cháu. Cháu cứ tập trung học hành, ngày ngày dương lên, đừng làm điều xấu. Có phải chú nợ mẹ cháu nhiều tiền lắm không? Chú nợ tiền à? Nhận là tốt rồi, cháu đoán ra ngay mà. Nếu không, tại sao chú phải tốt với cháu chứ? Chú thừa nhận câu nào chứ? Dì cháu cũng là vay tiền mẹ cháu mới chịu nuôi cháu ăn, cho cháu giường để ngủ.
Phải, chú nợ mẹ cháu. Chú nợ mẹ cháu thật. Chú nợ mẹ cháu từ tận kiếp trước. Chúng ta cũng tính là bạn bè cùng chung hoạn nạn, cùng hội cùng thuyền. Trẻ con mà học đòi người lớn cái gì? Chú thấy lúc nãy cháu cũng ngoan lắm mà. Nghe lời hiểu chuyện còn chịu khó. Chẳng giống người thu tiền bảo kê chút nào. Cháu sợ gì đuổi cháu đi? Cháu hết chỗ để đi rồi. Cháu phải ở đây chờ mẹ cháu về. Cô ta có đánh cháu không? Không đánh. Chỉ có hai lần cháu ăn vụng đồ ăn vặt của anh trai, bị mắng thôi. Đồ ăn vặt sao phải ăn vụng chứ? Chú mua cho cháu, đi. Thật à? Đồ ăn vặt thôi mà, đi. Đồ nhập khẩu đấy. Làm gì vậy? Này, con nhỏ này, gì mà xứng ngoại vậy? Ăn hai cây kẹo mút là được rồi. Ăn nhiều kẹo không tốt cho răng. Cháu không sợ chú bị bệnh tim à? Thưa anh, không đủ tiền. Cháu có tiền không? Cháu mới 9 tuổi. Có thể trả trước một khoản không? Giấu kỹ đó, đừng để thằng mập kia trông thấy. Không ngờ còn bị một con bé 9 tuổi giần giỡn trong tay. Mình vẫn lương thiện quá. Lương thiện quá. Năm nay tỉnh chúng ta lại bắt đầu đợt bình chọn viện dưỡng lão hạng sao? Đây là một mục tiêu mà tiếp tới chúng ta phải cùng nhau phấn đấu đạt được. Bây giờ mời viện chủ nhiệm phát biểu vài câu. Tôi và chị Tuệ đã đem nộp hồ sơ tham gia bình chọn viện dưỡng lão hạng sao của chúng ta rồi. Tiếp tới sẽ có người nhà và người cao tuổi bỏ phiếu kín và cho điểm. Tiếp đó thì lãnh đạo sẽ có điều tra trực tiếp. Thực ra điều tôi muốn nói là chính kỳ trước đều có bà tôi, cũng đều được chọn. Cho nên kỳ thứ 10 này tôi sẽ tiếp tục cố gắng giành được danh hiệu. Được. Chắc chắn rồi, viện trưởng. Cuộc bình chọn hạng sao năm nay nghiêm ngặt hơn các năm trước. Hơn nữa còn có thêm đối thủ cạnh tranh. Nửa đầu năm, chỉ riêng khu vực của chúng ta đã mở thêm hai viện dưỡng lão. Có một bên chỉ chuyên thu nhận những người già không thể tự lo sinh hoạt. Tôi đã tìm hiểu rồi. Họ đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức vào cơ sở vật chất. Đối với cuộc bình chọn hạng sao cũng quyết giành bằng được. Nghiêm ngặt, khó khăn đến mấy, tôi cũng phải giúp bà giành được kỳ thứ 10. Thực ra tôi lại mong đây sẽ là kỳ đầu tiên của cô. Tôi đi làm việc nhé. Alo. Gọi điện cho tôi trong giờ làm việc. Nghe nói dạo này cô đang học đàn tranh à? Ai bảo vậy? Vậy thì cô làm sao khiến nhịp tim tôi rung động được? Không nói nhảm với anh nữa. Nói chuyện nghiêm túc đi. Được, nói nghiêm chỉnh. Nói đi. Mà anh có rảnh không? Làm gì? Làm gián điệp. Nào anh chị, mời qua bên này. Trong đây là phòng chơi bài cờ của chúng tôi. Các ông các bà đều có thể tiến hành hoạt động giải trí bài cờ và hoạt động giao lưu bài bridge. Chào cô ạ. Đây là sân golf trong nhà của chúng tôi. Người cao tuổi không cần ra ngoài, đã có thể tận hưởng thú vui hoạt động ngoài trời. Yes, được đấy. Còn đây là phòng chiếu của chúng tôi. Cả trên lẫn dưới đều đạt tiêu chuẩn rạp chiếu, không chướng ngại. Tất cả người cao tuổi đều có thể vào rạp chiếu phim để thưởng thức phim ảnh. Nếu là người cao tuổi dùng xe lăn, chúng tôi cũng có thể tạo điều kiện cho họ ra vào. Tất cả các đồ dùng trưng bày hai vị đang thấy đều là tác phẩm của người cao tuổi. Viện dưỡng lão Đông Phương tự tay vẽ. Thường ngày chúng tôi còn có triển lãm phát họa, tranh sơn dầu,
Mời xem bên này. Bây giờ chúng ta đang xem hệ thống theo dõi dấu hiệu sinh tồn qua Internet. Chúng tôi có thể dựa trên phần mềm người cao tuổi mang trên người để cập nhật và theo dõi nhịp thở và nhịp tim của họ một cách đều đặn. Một khi có tình huống gì xảy ra thì hệ thống sẽ cảnh báo ngay tức thì. Như vậy thì người cao tuổi sẽ được cứu hộ vào thời điểm vàng ngay tức thì. Tôi có làm đại lý cái này, giảm 50% cho cô. Giảm 70% thì anh vẫn lãi. Anh tưởng tôi không biết chắc. Việc ăn uống ở chỗ mình như thế nào? Chất lượng ăn uống ở chỗ chúng tôi tốt nhất thành phố. Nói khoác. Tuyệt thật. Khu vực của chúng tôi do quy mô khá lớn, cho nên người cao tuổi đến khắp từ các nơi. Chúng tôi vô cùng coi trọng chất lượng bữa ăn của người cao tuổi, kể cả việc kết hợp dinh dưỡng cho bữa ăn. Chúng tôi còn mời hẳn chuyên gia dinh dưỡng về giúp người cao tuổi thiết kế thực đơn khác nhau trong tuần. Dĩ nhiên, nếu ai có nhu cầu và khẩu vị khác biệt thì cũng có thể gọi món. Nhưng như vậy thì phải thu phí riêng. Cho hỏi, quan hệ giữa hai vị là anh em? Ân ái thật. Đã nói là diễn anh em. Anh khoác vai tôi làm gì? Nhìn phát là biết chúng ta không thuộc cùng một lô sản phẩm. Tôi đẹp trai thế này, nghĩ mình là sói ca mới sợ. Nói nghe xem, hôm nay có cảm nghĩ gì? Nói thế nào đây? Chúng ta là gạo kê và súng trường, người ta là máy bay và đại bác. Vậy ý anh là chúng ta thua chắc rồi chứ gì? Không phải. Kẻ giành được thiên hạ lại luôn là gạo kê và súng trường. Hai người giỏi thật. Hai người tới đó bằng cách nào vậy? Nam Dung, hai người phát hiện được gì rồi? Đắt. Bọn họ thu phí trên cơ bản gấp hai lần chúng ta. Phương thức trả phí cũng có theo tháng, theo năm, theo quý, kiểu gì cũng có. Nhưng chìa khóa phòng của họ thì giống kiểu gác cổng của khách sạn, cho nên một khi họ dùng hết chi phí đã nộp thì chìa khóa phòng cũng không mở được. Cho nên kiểu như ông Trường Sinh nợ tiền hơn một tháng sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng như vậy cũng gợi ý cho tôi phần nào. Dịch vụ công nghệ quá sau này có thể trở thành một phương hướng để chúng ta nâng cấp. Nhưng tôi cảm nhận được rất rõ ràng là họ đang làm kinh doanh. Chúng ta thì không. Trước đây tôi từng cùng bà cô đi gặp một vài quản lý chuyên nghiệp. Bà đều không mấy hài lòng. Bà nói không muốn biến ngôi nhà của mặt trời thành một phi vụ kinh doanh, tồn tại vì mục đích kiếm tiền. Tất nhiên rồi. Cho nên tôi tính nhặt ra một sự kiện có thể duy trì ngôi nhà mặt trời của chúng ta. Vậy chi phí thì sao? Cô từ từ thôi. Phiền chết được, vẫn không thôi nữa. Bà cô ơi, chú không dây vào cháu, không làm gì cháu. Cũng không có tiền cho cháu tiêu, tha cho chú đi. Có mỗi chiêu này à? Hết thiên rồi. Làm sao thế này? Sao con bé lại nằm ở đây? Con nhà ai vậy? Người lớn đâu? Sao không ai lo vậy? Có ý thức trách nhiệm không đây? Dậy ngay, xin lỗi nhé. Đang huấn luyện quân sự Bò Lan. Nói đi, gây tai họa gì rồi? Cháu xui anh họ bới tổ chim. Cô giáo chưa từng dạy cháu chim là bạn tốt của loài người sao? Rồi sao nữa? Anh ấy bị ngã từ trên cây xuống. Rồi sao nữa? Chim bay rồi. Ai hỏi cái này? Anh hỏi cháu đâu? Anh ấy bị gãy tay rồi. Sao cháu không gọi người lớn? Thì chú là người lớn còn gì.
Chú còn là trẻ con mà. Không phải, cháu phải tìm mẹ nó hoặc gọi 120. Đã mắc lỗi thì phải nhận lỗi. Chú đưa cháu về. Cháu đi hết nổi rồi, cả ngày chưa ăn no gì. Ăn nhanh lên, ăn xong thì về. Đó cũng có phải nhà cháu đâu. Chú nói cháu nghe. Lát nữa gặp dì của cháu, biết điều một chút. Người làm mẹ thấy con mình bị thương, kiểu gì cũng sẽ tức giận. Cẩn thận cô ta cắn cháu. Vậy tại sao mẹ cháu không như vậy? Biết đâu cháu là con rơi. Đùa đấy. Cháu không dám về. Sao cháu giống y như mẹ cháu vậy? Lườm gì mà lườm, không thích nghe à? Chú nói cháu nghe, mẹ cháu chính là kiểu đùn đẩy trách nhiệm điển hình, làm gì cũng không xong, bỏ chạy là giỏi nhất. Cứ hễ có chuyện gì bỏ chạy đầu tiên. Cháu nói xem, nếu cháu giống như mẹ thì cháu xong hẳn rồi. Cháu phải khác với mẹ cháu, trở thành tấm gương cho mẹ. Có ai mà không mắc lỗi? Làm người thì ai cũng sẽ mắc lỗi. Cháu cứ nói với bà dì của cháu là cháu xui nó thì sao nào? Đánh cháu thì cháu cứ nhịn thôi, mắng cháu thì cháu cứ nghe. Tóm lại cháu có thể thông qua chuyện này để học cách dũng cảm đối diện, học cách gánh vác trách nhiệm. Cháu phải cho mẹ cháu thấy thế nào là đại diện nữ giới kiệt xuất của thế kỷ 21, phải không nào? Đi đi. Cháu xin lỗi. Xin lỗi thì được ích gì? Gãy cả tay rồi. Là tự con muốn đi bới tổ chim. Em ấy khuyên con không nghe. Im ngay. Tiểu Bảo, nói thật cho dì biết. Là lỗi của cháu. Hôm nay cậu chưa ăn à? Hôm nay viện dưỡng lão ăn chay, nên phải rủ cậu ra bồi bổ. Ăn rõ lắm cũng không sợ béo. Bây giờ mình đang quản lý mấy mươi con người, cậu có biết hàng ngày mình tốn bao nhiêu năng lượng không? Đám người đó thực sự tuổi tác cộng lại đã đủ trở về trước công nguyên rồi. Đó, cậu xem, càng ngày càng có hào quang của viện trưởng rồi. Mình chói hết cả mắt. Này, tên bám đuôi của cậu đâu rồi? Cậu nói quá tâm sản à? Còn ngoan không? Ngoan. Dám không ngoan sao? Bắt làm gì cũng làm. Theo kinh nghiệm yêu đương phong phú của mình mà nói, cậu không thể để anh ta ăn chay mãi được. Cậu phải biết thay đổi phương thức chăn nuôi. Chẳng hạn như ăn ít thịt thiên nga. Mình đi đâu mà tìm? Ai có hào quang thì người đó là thiên nga thôi. Ăn mà cũng không bịt miệng được cậu. Hòm thư mặt trời. Tôi đứng từ xa đã nghe thấy hai người đang làm gì vậy? Đẹp, làm gì đó tiểu muội? Hòm thư mà, tất nhiên là dùng để gửi thư rồi. Chẳng hạn như ông và ông Hầu, ông và ông ấy có tâm sự gì thì bỏ vào đó. Lão Hầu à, chúng ta có tâm sự gì không? Này ông đừng đi. Vô ích. Đây là hòm thư, không phải thùng rác. Hai lão già này chẳng chuẩn gì cả. Theo lời kêu gọi tập thể của viện dưỡng lão, nhất trí yêu cầu bộ phim ngoài trời đầu tiên của Ngôi Nhà Của Mặt Trời hãy chiếu diệt kịch Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, lại còn kêu gọi tập thể. Ai viết vậy?
Ai đây? Cô Hồ Mộng. Cháu hỏi người ở bên cạnh. Ông. Quá ra là fanboy, ngại không dám nói, phải mượn lời kêu gọi của đại chúng để xem kịch. Không phải, tiểu muội, có được không vậy? Đây là bức thư đầu tiên gửi tới Hầm Thư Mặt Trời, thỉnh cầu đầu tiên, quả thực cháu cũng không tiện từ chối. Được. Ông đi đâu vậy? Ông đi nói với bọn họ Hầm Thư Mặt Trời được thật. Nặng quá, nặng quá. Anh nói xem, vở kịch cũ thế này liệu có ai tới xem không? Chắc là có, người cao tuổi đều thích kịch mà. Nhưng cái này cũng cũ quá rồi. Thì có tôi rồi mà. Cô có chiếu gì tôi cũng có thể giúp cô. Dù một đám người đến xem. Tuyên truyền. Tuyên truyền có tính công ích. Minh bởi Aramat Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tuyệt quá, tuyệt. Từ từ, từ từ, đừng danh. Cảm ơn ông quá. Tôi làm với học trò của tôi đấy. Chính tông thật. Tôi chỉ biết ông nấu ăn ngon mà không biết ông ấy làm các món điểm tâm cũng chính tông như thế. Chính tông, chính tông. Diễn dưỡng lão ngôi nhà của mặt trời, xem phim miễn phí. Thay vì chơi game ở nhà, chi bằng đến diễn dưỡng lão xem phim. Tìm hiểu một chút. Miễn phí đó. Xem phim miễn phí à? Miễn phí mà. Nước ngọt và nước uống không giới hạn. Vậy được, được. 7 rưỡi nhé. Được. Cô ơi. Ông anh, ngó qua một chút. Xem phim miễn phí đó. Bà ơi. Gọi là cô. Cô, sáng sủa thế này, làm việc gì không làm, lại cứ làm việc này. Tôi không dùng thực phẩm chức năng, không dùng thuốc, không nghe diễn thuyết, không nhận trứng gà. Cảm ơn. Cô có ý thức cảnh giác tốt như vậy, nhưng đến viện dưỡng lão của bọn cháu truyền thụ kinh nghiệm. Viện dưỡng lão? Cháu không phải bán hàng đa cấp đâu. Cô xem. Không chào bán sản phẩm, chỉ dâng hiến tình thương. Hoan nghênh góp mặt. 7 rưỡi tối nay, không gặp không về. Viện dưỡng lão ngôi nhà của mặt trời, mời tìm hiểu. Tin rằng mọi người đều đã vô cùng quen thuộc. Lão Lý. Lão Lý, mở cửa. Ai đấy? Tôi đây. Ông đừng có kéo đàn nữa được không? Tiếng không ra tiếng, điệu không ra điệu, ồn chết được. Xin lỗi nhé, tôi chỉ vừa mới học. Vậy chừng nào ông học được hẳn kéo đi. Điếc cả tai. Không kéo thì làm sao học được? Trời ạ. Ông được thật. Con trai. Con trai. Ông gọi gì? Nói như con trai tôi vậy. Trời ạ. Con trai. Con trai. Chào cô đi. Đi. Gớm quá. Gọi chó là con trai. Ôi mẹ ơi, cái gì cháy thế này? Trời ạ. Ôi trời. Trời ơi.
Trời ơi. Mẹ nói Trường Thanh này, con vẫn còn ngủ à? Con chỉ biết ngủ ngủ. Nấu cháo thôi mà cũng làm cháy được. Con nói xem con còn làm được gì. Nếu mẹ không về là con chết ngạt rồi đó. Mẹ à, cái thằng này, nếu không gì đi làm mệt quá con có thể ngủ quên sao? Mẹ thấy con nên nghỉ làm luôn đi. Tiền thì chẳng kiếm được mấy đồng, rắc rối thì cả mớ. Con thôi việc thì mẹ nuôi con à? Con tự nhìn lại mình đi, mẹ nuôi con. Con xem, đám đồng nghiệp làm với con, người thăng chức, người thì đổi nghề, chỉ mỗi con vẫn ở đó làm nhân viên nghiệp vụ. Con không có tố chất làm quan mà. Con nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem. Mẹ nghe xem nào. Có phải con muốn làm mẹ tức chết không? Mẹ, con sai rồi. Mẹ bớt giận được không? Con đi nấu cho mẹ bát cháo được không? Dùng gì nấu cháo? Nồi bị con làm cháy đen thui rồi. Con chạy đi mua cho mẹ là được chứ gì. Nhìn gì mà nhìn? Mẹ tự ra ngoài ăn. Còn con, cứ ngủ tiếp đi. Anh quá tâm sản kia cũng tươi đấy. Nói năng cũng ngọt nữa. Thịt thiên nga này để nấy ăn cũng không thiệt. Không rảnh tán dốc nhảm với cậu đâu. Chẳng có người nào tới. Người ta muốn đến thì sẽ tự đến thôi. Không muốn đến thì cậu cũng chẳng làm được gì. Xin chào. Chào cô, chào cô. Xin chào mừng đến với rạp chiếu phim ngoài trời của chúng tôi. Xin chào. Ở đây là xem phim miễn phí phải không? Hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí. Liệu không có mục nào thu phí riêng chứ? Dạ không có. Còn có một vài món điểm tâm miễn phí cho mọi người thưởng thức. Không đường ạ. Được, cảm ơn cô. Dạ xin mời vào. Xin chào, xin chào. Hoan nghênh quý khách. Xem suốt mười mấy năm rồi. Càng xem càng thấy hay. Trận đầu thắng lớn, được đánh giá rất cao. Mọi người ai cũng hỏi lần tiếp theo là lúc nào. Còn mỗi một lon thôi, hai cái ống hút, cô không ngại chứ? Cô sao vậy? Mặt mày ủ rũ ra. Lúc nãy xem phim, bà Hàn đã khóc. Bộ phim đó hay đến thế sao? Chắc là buồn thôi. Có thể là gì người từng xem phim với bà đã không còn nữa. Vậy mới nói phải trân trọng người cùng xem phim với bạn. Tiếc là tôi xem bằng điện thoại. Vậy cho tôi dùng ké tài khoản với. Ôi trời ơi, lại đang làm gì thế này? Ngày càng táo tợn đấy. Lão Lý à, ông mở cửa ra. Sao ngày càng to tiếng vậy chứ? Lão Lý,
Lão Lý à, Lão Lý, ông có nghe tôi gọi không vậy? Lão Lý, Lão Lý, nếu ông còn không đáp lời, tôi báo cảnh sát đấy. Ôi trời ơi, thế này là thế nào? Ra rồi. Ông ấy đó, cao tuổi rồi không thể ở một mình, kiểu gì cũng có chuyện mà. Lùi ra sau một chút, tội nghiệp quá. Giải tán, giải tán đi. Tiểu muội, tiểu muội, Diệp tiểu muội, Diệp tiểu muội chết rồi. Tiểu muội, cô có trong đó không? Tôi vào nhé. Tôi không có. Tiểu muội, dậy đi, có người đến. Chị Tuệ, tôi xin chị đấy, cho tôi ngủ thêm một tí đi. Có khách đến rồi, chị đích danh đợi cô ra tiếp. Kể từ giờ, chị tên là Diệp tiểu muội. Ôi tổ tông ơi, cô đừng quậy nữa, mau dậy đi. Bọn họ nói cô là viện trưởng ở đây. Cháu tên là Diệp tiểu muội. Hồ Mộng. Cháu chào bà Hồ. Đừng gọi tôi là bà. Trước kia tôi là giáo viên, gọi tôi là cô giáo Hồ. Vậy trước kia cô giáo Hồ dạy môn gì ạ? Tứ công ngũ pháp, giọng hát phách nhịp. Giỡn này là cô diễn à? Vậy hôm nay cô đến để ngó qua. Chi phí giường là 1.200, tiền ăn là 800, còn một vài chi phí đi kèm như dịch vụ y tế gì đó. Được rồi, được rồi. Tôi bảo cô đưa tôi đi xem không gian ở đây, mà cô cứ một mực tiền, tiền, tiền. Bảng giá cũng là một mục trong đó mà. Nếu không thì dù ở đây có thoải mái tới mấy, cháu có nói tràn gian đại hải thế nào, chẳng phải cũng vô ích sao? Sao chứ? Sợ tôi không có tiền à? Không 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 ạ. Làm gì có. Với lại bọn cháu cũng giới thiệu như vậy, với tôi thì không cần thiết đâu. Tôi chỉ nổi số tiền này. Nhưng không gian của viện dưỡng lão này sao ạ?
Tôi nói với cô thế này, nếu cô mà đi xem kịch, cô sẽ để ý ai trên sân khấu? Cháu ít đi xem kịch, nhưng chắc là nhân vật chính à? Không sai. Không gian thế nào? Có thoải mái hay không? Có sạch sẽ hay không? Chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là phải nhìn vào thần thái của vai diễn. Nếu thần thái của vai diễn mà tốt, thì vở kịch chắc chắn sẽ không tệ được. Là thế này à, cô giáo Hồ? Tối qua viện xảy ra chút tình hình đột xuất, cho nên sáng nay cháu đã ngủ bù một chút. Bà lại tới sớm quá nên là cháu... Được rồi, vậy là lỗi của tôi chứ gì. Nhưng tôi nói cô nghe, hồi tôi còn ít tuổi hơn cô, buổi sáng chưa tới 6 giờ đã phải thức dậy luyện tập. Có lần nào mà không rửa ráy sạch sẽ rồi mới ra ngoài? Nội thất ở đây cũng bình thường nhỉ? Chắc chắn không làm bẩn tay bà đâu. Vấn đề an toàn vệ sinh của nhà ăn, chúng cháu quản lý rất nghiêm ngặt. Trong vấn đề kết hợp dinh dưỡng ăn uống, chúng cháu đã đầu tư rất nhiều công sức. Chỉ có món Trung thôi à? Nhìn cô như vậy, có vẻ không thuận lợi à? Thế này không được, thế kia cũng không được. Đến bà ruột của tôi cũng chưa từng nói khái tôi như vậy. Cô nên vui mới phải. Khen chê mới là người mua. Người ta bới móc, chứng tỏ là người ta muốn vào. Thôi đừng. Một tổ tông như vậy mà vào đây ở, không biết sẽ có biết bao nhiêu chuyện đâu. Cô xem cô kìa, chuyện này mà nói rộng ra thì là phục vụ người cao tuổi, san sẻ cho xã hội. Nếu nói hẹp lại thì là có ích cho dòng tiền và danh tiếng của viện chúng ta mà. Hơn nữa, bà ấy còn biết hát kịch, sẽ giúp đa dạng hóa đời sống văn hóa giải trí của các cụ sao? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người nào? Người đâu? Ông không chịu nổi. Ông không chịu nổi. Ông cẩn thận huyết áp đó. Nghe nói Chúc Anh Đài đến viện của tôi ở. Cháu vẫn chưa duyệt mà. Đừng mà. Từ từ, tiểu muội à. Sao cháu lại không duyệt? Chúc Anh Đài đó là nghệ sĩ lớn đó. Đến viện chúng ta ở là nhà tranh tỏa sáng đó. Ông nói thế thì cháu không ưng bụng đâu.